Gục ngã trước Atletico, Real Madrid mất ngôi đầu bảng La Liga để thua trước Atletico Madrid trong trận đấu thuộc vòng 6 La Liga, khiến Real Madrid đánh mất vị trí đầu bảng. Ở trận đấu muộn nhất của vòng 6 La Liga, Real Madrid có chuyến làm khách tới sân của Atletico Madrid. Khi trận đấu 14 phút thi đấu thứ 4, bàn thắng mở tỷ số đã xuất hiện. Đón quả tạt của Samuel Olino bên cánh trái, Morata đánh đầu hiểm hóc tung lưới đội khách nước Atletico Madrid dẫn trước 1-0. Chỉ hơn 10 phút sau, đội chủ sân Wanda Metropolitano có bàn nhân đôi cách biệt với kịch bản tương tự. Lần này tới lượt sau vào bóng bên cánh trái tạt cho Griezmann đánh đầu hạ gục thủ môn Kepa. Những phút tiếp theo của trận đấu chứng kiến thế trận đôi công được hai đội tạo ra. Tới phút 35, Cruz xử lý bóng khéo léo rồi rút xa thành bàn giúp ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Real Madrid. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của hiệp 1. Sang hiệp 2, Atletico Madrid sớm khiến đối thủ phải nhận cáo nước lạnh. Khi hiệp đầu mới trôi qua được 32 giây, Witzel tạt bóng chính xác cho Morata đánh đầu hoàn tất cú đúp, giúp đội chủ nhà dẫn 3-1. Sau bàn thắng này, quan quân của huấn luyện viên Simone chủ động chơi chậm nhằm bảo toàn thành quả. Real Madrid dù chiếm tới 65% thời lượng kiểm soát bóng ở hiệp 2 nhưng vẫn không thể ghi thêm bàn thắng. Chung cuộc, Atletico Madrid thắng Real Madrid với tỷ số 3-1. Kết quả này giúp Griezmann và các đồng đội vươn lên xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng La Liga với 10 điểm. Nhưng vẫn còn một trận chưa đấu. Trong khi đó, thất bại đầu tiên ở mùa giải 2023-2024 khiến Real Madrid rơi xuống vị trí thứ 3 với 15 điểm, kèm hai đội dẫn đầu Barca và Girona một điểm. Cảm ơn các bạn đã nghe hết tin. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!